Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 7 tháng 9 năm 2018. Hoàng Long kính chào quý vị. Xuất hiện tuyên bố phản đối việc dùng tiền Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam. Đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh bất chấp căng thẳng. Blogger ở Đồng Tháp bị bắt vì kích động chống phá nhà nước. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Một tuyên bố phản đối việc sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong hoạt động thương mại tại khu vực biên giới với nước này đã thu hút chữ ký của nhiều thành phần trong xã hội Việt Nam, bao gồm giới trí thức và giới hoạt động. Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Thống đốc Ngân hàng Việt Nam ra thông tư cho phép thương nhân và cư dân Việt Nam có hoạt động thương mại ở biên giới Việt-Trung được sử dụng ngoại tệ tự do chuyển đổi, đồng Việt Nam hoặc nhân dân tệ trong thanh toán bằng tiền mặt và qua ngân hàng. Những người phản đối lập luận rằng khái niệm mà họ nói là khá tù mù về thương nhân và cư dân Việt Nam có hoạt động thương mại, cũng như việc cho phép dùng tiền mặt sẽ có những hệ quả nhãn tiền và khôn lường đối với chủ quyền tiền tệ của Việt Nam. Cái vùng biên giới là nó gồm những cái chợ nào, nó kéo dài đến đâu vào lãnh thổ Việt Nam, vân vân, mà không được làm rõ thì có nghĩa rằng ở trên lãnh thổ Việt Nam sẽ song hành tồn tại hay là nhiều đồng tiền khác nhau. Nhiều người bày tỏ lo ngại rằng việc này sẽ dẫn tới việc nhân dân tệ hóa nền kinh tế Việt Nam vốn lệ thuộc nặng vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và điều này vô cùng nguy hại cho an ninh quốc gia, tuyên bố nói. Ngoại tệ mà dùng cách chính thức trên lãnh thổ Việt Nam là vi phạm pháp luật, vi phạm hiến pháp Việt Nam, và thứ hai là ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ, an ninh kinh tế. Cái điều đấy là hiển nhiên rồi. Bản tuyên bố cũng đòi Bộ Tư pháp, Chính phủ ngay lập tức hủy bỏ thông tư này và truy xét trách nhiệm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng. Việt Nam đã nói rằng việc cho phép sử dụng tiền Trung Quốc trong giao thương tại khu vực biên giới là góp phần hoàn thiện chính sách thanh toán biên mậu, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới giữa hai nước Việt-Trung ngày càng phát triển. Dù mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ, song dòng vốn đầu tư của Trung Quốc đổ vào Việt Nam trong những năm qua đã tăng mạnh giữa bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh kế hoạch kinh tế vành đai và con đường đầy tham vọng của mình với các dự án cơ sở hạ tầng khắp châu Á. Đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc tăng từ hơn 570 triệu đô la lên hơn 2,1 tỷ đô la trong vòng 10 năm qua, theo số liệu của Cục Quản lý Đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Chỉ trong năm 2017, có 284 dự án mới của Trung Quốc với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đô la được đăng ký ở Việt Nam. Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam và Đông Nam Á tại Đại học New South Wales ở Úc, nhận định Việt Nam đón nhận dòng vốn đầu tư của Trung Quốc, một phần để giảm bớt mức thâm hụt thương mại lớn giữa hai nước. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Việt Nam đã chi hơn 250 tỷ đô la để nhập khẩu các mặt hàng từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chỉ nhập 100 tỷ đô la hàng hóa từ Việt Nam trong gần 6 năm qua. Nói tóm lại, hai bên đã giữ không cho mối tranh chấp về Biển Đông bùng ra và làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ kinh tế song phương nói chung, giáo sư Thayer nói trong một phân tích mà ông đăng lên hôm 5 tháng 9. Và trong khi Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch vành đai và con đường của mình khắp châu Á với các dự án cơ sở hạ tầng, Việt Nam cũng không là ngoại lệ trong việc tiếp nhận hỗ trợ phát triển và các khoản cho vay rẻ tiền từ Trung Quốc. Điều này đã khơi lên sự ngờ vực sâu sắc từ công chúng về nước láng giềng mà lâu nay vẫn bị coi là lăm le chiếm lãnh thổ của Việt Nam, cũng như lo ngại từ các chuyên gia về việc Trung Quốc có thể đưa công nghệ lạc hậu vào Việt Nam gây ô nhiễm môi trường và đưa nhiều công nhân Trung Quốc sang. Một số nhà phân tích kêu gọi chính phủ Việt Nam từ chối dòng vốn của Trung Quốc như những nước khác đang làm, với Malaysia là một ví dụ, nhưng một số người khác tin rằng Việt Nam vẫn cần dòng vốn này. Họ đề xuất rằng chính phủ áp dụng các chính sách để tận dụng tốt nhất dòng vốn của Trung Quốc, trong khi giảm thiểu tối đa các nguy cơ từ các dự án đầu tư của họ. Một blogger ở tỉnh Đồng Tháp hôm thứ Ba đã bị công an của tỉnh này và tỉnh Tiền Giang phối hợp bắt giữ về cáo buộc sử dụng mạng xã hội cá nhân để đăng tải nội dung bịa đặt xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước. Ông Huỳnh Trương Ca, 47 tuổi, bị bắt khi đang trên đường từ tỉnh Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh để kích động kêu gọi biểu tình gây rối trật tự, theo cáo buộc của công an. Công an nói ông đã sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook cá nhân để đăng tải những nội dung được nói là bịa đặt xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, theo bản tin của báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong một video được phát trực tiếp trên Facebook hồi tháng 8, ông Ca nói ông và các blogger khác quyết tâm phát động phong trào khai hiến,
đòi những nhân quyền căn bản được quy định trong Hiến pháp năm 2013 như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Ông cũng kêu gọi xuống đường biểu tình một cách ôn hòa vào ngày 4 tháng 9. Trang tin Vietnamnet trích lời một viên chức của Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết họ đang điều tra và chuẩn bị truy tố ông Ca về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Hàng năm, hàng ngàn Phật tử trên toàn thế giới lại tề tựu về thành phố Dharamsala, Ấn Độ, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 đang sống tị nạn để nghe Ngài thuyết pháp. Những buổi thuyết pháp của Đức Đạt Lai Đạt Ma thường diễn ra tại chùa chính của Tây Tạng, nằm tại thành phố Dharamsala. Mỗi buổi thuyết pháp được dịch qua nhiều ngôn ngữ khác nhau và có thể nghe được thông qua các kênh radio FM. Năm nay, thể theo nguyện vọng của một nhóm các nước châu Á bao gồm Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ dành 4 ngày để thuyết giảng về đề tài trí tuệ căn bản trung quán luận giải của Ngài Phật Hộ. Những người Việt không quản đường xa xa xôi đã hành hương tới đây để được nghe trực tiếp những lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chúng tôi cảm nhận đó là cái lòng từ bi là của Đức Đạt Lai Lạt Ma và những cái giáo pháp của Ngài á, nó không, Ngài không có đưa đến cái xa rời cái thực tế và nó mang đến cái thực tế là chuyển hóa trong đời sống của người xuất gia cũng như là người tại gia. Tôi là một người con của Phật và tôi rất yêu quý cũng như là tin tưởng vào những giáo lý của Đức Phật cũng như tin tưởng vào các Đức Bồ Tát đang hiện thế ở cái thời đại này để dạy dỗ cho tất cả mọi chúng sinh. Thì Đức Thánh Đức Lạt Ma Ngài có dạy rằng tất cả những tôn giáo khởi nguồn đều mang lại cái an bình cho cái nhân loại, tức là đều muốn đóng góp tốt đẹp cho tín đồ của mình để trở nên tốt đẹp hơn và hòa hợp hơn và trở nên hữu ích hơn với cuộc sống này. Đức Đạt Lai Lạt Ma thuyết pháp suốt cả năm vào những thời điểm khác nhau và ở những nơi khác nhau. Ngài cũng ban pháp thoại cho công chúng. Ở Ấn Độ, sự thuyết pháp và ban pháp thoại cho công chúng thường miễn phí và mở cửa cho tất cả mọi người. Nhưng đối với những buổi thuyết pháp bên ngoài Ấn Độ, bạn sẽ phải mua vé để có thể tham gia. Tháng 7 âm lịch ở các chùa chiền tỉnh thất, người ta luôn bận rộn cho các nghi thức của lễ Vu Lan, một phong tục văn hóa dân gian tín ngưỡng tốt đẹp về hiếu đạo, nhằm ghi nhớ công ơn cha mẹ và biểu thị tâm linh Phật giáo cổ truyền của người Việt. Đây là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn các bậc sinh thành. Lễ Vu Lan này đó là để tượng trưng cho báo hiếu cho sông thân, báo hiếu cho là sông đường của mình được trường thọ, người còn tại thế thì thăng tâm thường an lạc, còn người mất đi thì được siêu sinh về nơi thạnh độ cảnh giới Tây Phương. Đây còn là dịp chia sẻ tình thương ái đến với cộng đồng, đặc biệt là dành cho những phận đời nghèo khó. Vu Lan này là cũng như là ngày từ thiện của mọi người nghèo của chúng tôi, cũng cảm ơn nhiều. Phật giáo khích lệ văn hóa đền ơn và biết ơn, con người làm việc thiện để đền trả những trọng ơn trong đời, đó là hiếu đạo với chư tăng, hiếu kính với cha mẹ thầy cô và cài hoa hồng là nghi thức không thể thiếu trong mùa Vu Lan. Những người còn cha mẹ thì cài bông hồng đỏ để cảm nhận niềm hạnh phúc và luôn tự nhủ biết cố gắng để làm vui lòng cha mẹ và khó ai có thể nén được cảm xúc trong phút giây lắng lòng, thành tâm dâng lên đấng sinh thành đó hương tâm tri ân thành kính. Vu Lan năm nay thì báo hiếu cũng rất nhiều và các Phật tử cũng đều chung hòa nhau trong cái lễ Vu Lan này. Vu Lan còn là mùa san sẻ yêu thương, hình ảnh những người nghèo khó, những phận đời thiếu may mắn đang chờ đợi nhận phần quà trao tặng, cho thấy dường như Vu Lan không chỉ có ý nghĩa ở từng gia đình Phật tử, ở con người hiếu hạnh tri ân đến các đấng sinh thành mà còn là mùa hạnh phúc cho biết bao thân phận với những mảnh đời gặp cảnh không may trong cuộc sống. Em đi bán vé số mà đi bán dạo bằng xe lắc á, thì chiếc xe lắc cũ rồi cũng đi bán tàn tàn ở bên khu vực sống mới thôi. Cho mấy anh với thầy á, được mạnh khỏe để sang năm có giúp đỡ chúng em được thêm được chút nào chút. Cảm ơn nhiều.
Mùa Vu Lan, các chùa luôn mở rộng cửa phân phát cơm chay cho mọi người, từ trẻ mồ côi tàn tật đến những người nghèo, người sống lang thang khắp nơi đều được hưởng lộc Phật. Nhiều gia đình còn có nghĩa cử tổ chức phát gạo, thực phẩm cho những gia đình nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống như một việc làm phúc tích đức cho mình, gia đình và con cháu. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Bắc Kinh hôm 6 tháng 9 bày tỏ phẫn nộ sau khi một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh trên hành trình sang Việt Nam tiến gần tới một quần đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Tàu tấn công đổ bộ HMS Albion cập cảng Việt Nam hôm 3 tháng 9 trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Trước đó, chiến hạm được triển khai tới Nhật, một quốc gia cũng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc nhưng tại Biển Hoa Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tàu Anh tiến vào lãnh hải của Trung Quốc quanh Hoàng gia hôm 31 tháng 8 và Hải quân Trung Quốc đã cảnh báo tàu phải rời đi. Theo Reuters, phát ngôn viên của Hải quân Hoàng gia Anh nói tàu HMS Albion thực thi quyền tự do hàng hải và hoàn toàn tuân thủ luật quốc tế. Chuyến thăm thiện chí của tàu Albion tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, theo Đại sứ quán Anh ở Hà Nội. Lãnh tụ hai miền Nam Bắc Triều Tiên sẽ họp thượng đỉnh lần thứ ba tại Bình Nhưỡng chỉ trong chưa đầy 2 tuần nữa. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc ngày 6 tháng 9 loan báo tin này tại Seoul cho biết hai miền Nam Bắc Triều Tiên đồng ý tổ chức thượng đỉnh liên triều tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến 20 tháng 9 và sẽ tổ chức các cuộc đàm phán làm việc vào đầu tuần tới ở Bán Muôn Điếm để thảo luận các công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh từ an ninh tới báo chí. Loan báo được đưa ra một ngày sau khi cố vấn an ninh quốc gia Chung Wei-yong dẫn đầu phái đoàn tới thủ đô Bình Nhưỡng để chung quyết các bước sắp xếp. Ông Chung cũng cho biết thêm rằng Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên sẽ tập trung vào các biện pháp đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ ba. Tòa tối cao Ấn Độ bác một điều luật có từ thời thuộc địa quy định hình sự hóa các hành vi đồng tính luyến ái. Tòa ra phán quyết ngày 6 tháng 9, thể theo đơn kiện của 5 người nói rằng họ sống trong nỗi lo sợ bị sách nhiễu và truy tố. Bên ngoài tòa, nhiều người cổ vũ ăn mừng phán quyết này. Luật mà họ phản đối nói rằng giao hợp giữa hai người đồng giới là đi ngược lại quy luật tự nhiên. Tính tới nay, ít nhất 7 người được xác nhận đã tử vong vì trận động đất mạnh 6,7 độ Richter làm rung chuyển đảo Hokkaido của Nhật hôm 6 tháng 9. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay, tâm chấn nằm về phía đông thành phố Tomakomai. Thảm họa gây ra đất chuồi chôn vùi hàng trăm nhà cửa và đường giá chìm ngập trong suối bùn. Đài NHK cho hay có 140 người bị thương và gần 40 người mất tích. Các toán cứu hộ và tìm kiếm của quân đội đã được huy động đến những vùng bị ảnh hưởng. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6 tháng 9 khẳng định ông không phải là tác giả ẩn danh của bài thể hiện quan điểm trên tờ New York Times có nội dung chê bai, dè bỉu tài lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Tác giả ẩn danh của bài viết nói, có thể không dễ chịu trong thời hỗn loạn này, nhưng trấn an người dân Mỹ rằng có người lớn ở đây. Tờ New York Times cho biết tác giả là một giới chức cao cấp trong chính quyền Trump mà sự nghiệp có thể bị sụp đổ nếu công khai danh tính qua bài viết này. Sau khi bài báo được đăng tối ngày 5 tháng 9, Tổng thống Trump lên Twitter phản pháo với hàng loạt tin nhắn, trong đó có đoạn đòi hỏi tòa soạn phải công khai tên tác giả để truy tố và có ý mô tả bài báo này và những ai chịu trách nhiệm về nó phạm tội mưu phản. Phát biểu từ chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Pompeo nói ông không phải là tác giả bài báo vừa kể, đồng thời chỉ trích tòa soạn New York Times nói riêng và truyền thông nói chung vì điều mà ông gọi là nỗ lực gây phương hại chính quyền Trump. Tổng thống Trump tuyên bố những nhà báo không ưa ông là những người dối trá. Phục vụ và bảo vệ, lực lượng cảnh sát trên toàn cầu sống và thậm chí là hy sinh vì lý tưởng này. Lực lượng cảnh sát Pakistan cũng vậy. Nhưng ở một đất nước nặng về tôn giáo và bảo thủ, nơi phụ nữ thường bị hạ thấp với vai trò của những người nội trợ, thì việc một số ít phụ nữ đi ngược lại truyền thống đó khi tham gia vào lực lượng cảnh sát là rất đáng chú ý. Theo tường trình của Ban tiếng Urdu của VOA, số phụ nữ trẻ dũng cảm này đang tăng lên để phục vụ đất nước của họ và trở thành những thành viên mới nhất
của lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Pakistan. Mời quý vị theo dõi chi tiết. Đây là trung tâm đào tạo cảnh sát ở thành phố Nowshera, miền Bắc Pakistan, nơi có khoảng 600 binh sĩ ưu tú đã hoàn thành khóa đào tạo. Trong số những người được chọn có các nữ quân nhân. Tình hình ở địa phương tôi sống rất tệ. Khủng bố là vấn đề lớn nhất. Nhưng mong muốn của cha tôi, chị em tôi rất muốn được gia nhập lực lượng cảnh sát. Ba chị em chúng tôi đều là thành viên của lực lượng biệt kích tình nhuệ. Chỉ huy trưởng Islam Noor nói rằng những phụ nữ tham gia lực lượng tự nguyện không có đặc quyền nào và được huấn luyện giống như những đồng nghiệp nam của họ. Có một niềm tin phổ biến rằng phụ nữ là phái yếu, tuy nhiên họ tham gia tự nguyện và một khi họ bắt đầu quá trình đào tạo, họ đã chứng minh rằng họ có thể thực hiện mọi việc giống như nam giới và trên thực tế họ đã làm được. Roxana, một trong những khóa sinh mới tốt nghiệp, nói rằng chương trình đào tạo rất nghiêm ngặt, nhưng cô đã chứng minh bản thân mình giỏi như bất kỳ người đàn ông nào. Đầu tiên chúng tôi phải trải qua quá trình rèn luyện thể chất tại trung tâm Elite. Sau đó chúng tôi được đào tạo về việc sử dụng súng từ tiểu liên đến súng lục 9 ly. Chúng tôi đã học cách thoát xuống từ một tòa nhà cao gần 60 mét. Tất nhiên mọi người nghĩ rằng phụ nữ không thể làm những gì đàn ông có thể làm. Nhưng chúng tôi đã nói với các sĩ quan rằng chúng tôi sẽ làm và chúng tôi làm được. Cả Paris và Roxana được giao nhiệm vụ tại quận Hangu, một trong những khu vực nguy hiểm nhất gần biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Các chỉ huy cảnh sát địa phương nói những phụ nữ này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chống khủng bố ở đây. Nhóm biệt kích nữ ở Hangu có một vai trò rất quan trọng. Mặc cho những cuộc tấn công khủng bố cứ lặp đi lặp lại, nhưng họ đã không bỏ cuộc. Họ đã phục vụ cùng với chúng tôi. Họ đã tiến hành các cuộc tấn công. Đã có rất nhiều cuộc tấn công nhắm vào cảnh sát và một số cảnh sát đã hy sinh ở đây. Nhưng các nữ biệt kích đã không bao giờ từ chối một nhiệm vụ vì sợ hãi. Phụ nữ ở Pakistan thường không được khuyến khích tham gia vào các vai trò như vậy và thường phải đối mặt với những thách thức từ phía gia đình. Khi chúng tôi quyết định tham gia vào lực lượng cảnh sát, tất cả những người thân của chúng tôi đã cắt đứt quan hệ với chúng tôi. Không ai trong số họ sẵn lòng hỗ trợ chúng tôi. Nhưng cha tôi luôn nói với chúng tôi rằng ông ấy muốn chứng minh rằng con gái không kém gì con trai. Ngoài việc là thành viên mới nhất của một lực lượng ưu tú, Roxana và Paris làm một phần của đội xử lý bom của đơn vị với các chuyên gia được đào tạo để cứu mạng mọi người. Khi làm những việc này, họ đã truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ vượt qua sự mong đợi của xã hội để phục vụ và bảo vệ. Đại dương luôn có vô số những kỳ quan đang chờ được khám phá. Một công ty của Mỹ đã chế tạo một tàu ngầm với những cải tiến để có khả năng lặn siêu sâu nhằm khám phá những kỳ quan đó. Tàu ngầm có thể chở theo thủy thủ đoàn 5 người xuống sâu tới 4.000 mét, nhắm tới xác tàu Titanic là điểm đến đầu tiên. Nếu tàu có thể chịu được áp lực nước vô cùng lớn ở độ sâu vài cây số dưới mặt nước, nó có thể khám phá sự phong phú của một thế giới đầy ẩn số. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Trong vùng biển ngoài khơi Bahamas, các thợ lặn đang chuẩn bị tàu ngầm cho một đợt lặn thử nghiệm không người lái. Nếu thành công, chiếc tàu ngầm có tên Titan sẽ đưa thủy thủ đoàn 5 người xuống đại dương sâu thẳm vào năm tới. Ở đây chúng tôi thực sự chỉ tập trung vào một thứ, đó là khả năng chịu áp lực của vỏ tàu để đảm bảo rằng bộ phận quan trọng nhất này của tàu ngầm sẽ đủ an toàn để đi xuống độ sâu 4.000 mét nhiều lần với con người bên trong. Điểm đến đầu tiên của tàu Titan sẽ là đáy biển Bắc Đại Tây Dương, nơi có xác tàu Titanic. Các nhà nghiên cứu hy vọng tàu Titan sẽ có thể khảo sát đáy biển để tái tạo mô hình 3D của con tàu và ghi lại hệ sinh thái của động thực vật trong khu vực này. Có những nguồn tài nguyên thiên nhiên tuyệt vời, lỗ thông thủy nhiệt tồn tại ở độ sâu 4.000 mét này tạo ra những hệ sinh thái khổng lồ cho các cá thể lạ có khả năng tồn tại trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Có những nguồn khoáng sản dồi dào và các loại đất hiếm, dầu, khí và cả đá quý, cho nên có nhiều thứ tuyệt vời trong khắp đại dương và rất nhiều trong số đó hiện ở độ sâu từ 3 đến 4.000, thậm chí lên tới 6.000 mét. Khả năng giúp tàu Titan đạt được độ sâu và chịu được áp lực nước như vậy nằm ở cách sợi carbon quấn quanh thân tàu.
So we don't have to worry about vibration. Cho nên chúng tôi không phải lo lắng về rung động lắc lư hay chỗ này nặng hơn chỗ kia một chút. Chúng tôi không lo lắng về chỗ nối quá nhiều. Nó thực sự bị nén đồng đều và do đó các sợi carbon đang chịu sức ép cực mạnh. Thiết kế đặc biệt của chúng tôi là tạo độ cứng thích hợp cho tải trọng của tàu ngầm. Đã có kế hoạch chế tạo phiên bản tiếp theo của tàu ngầm với mục tiêu đạt tới độ sâu 6.000 mét dưới mặt nước, cho phép thăm dò 98% đáy đại dương. Nước Mỹ đầu thế kỷ thứ 20 dưới con mắt của các họa sĩ ra sao? Đó chính là nội dung của cuộc triển lãm vừa được ra mắt công chúng tại thủ đô Washington. Đây là một góc phố Tây Ban Nha tại California, nơi người ta có thể tận hưởng nắng ấm quanh năm. Với bối cảnh khá độc đáo, tác phẩm này như đưa người xem tới với một nơi nào đó thuộc miền Nam châu Âu. Còn đây là một bữa ăn ngoài trời nơi thôn quê của những người nông dân, giữa những ruộng lúa và bắp ngô ngút tầm mắt. Ấn tượng đầu tiên mà triển lãm này đem tới cho khách tham quan là hình ảnh một nước Mỹ ấm áp và đầy sinh động, cuộc sống đa dạng và nhiều màu sắc của những sắc dân khác nhau. Tôi thấy đây chính là lịch sử của nước Mỹ. Những hình ảnh này tôi thường hay gặp từ khi còn rất nhỏ. Bây giờ chúng ta đã có thay đổi, nhưng chỉ đôi chút thôi. Còn đây là khu công viên trung tâm ở New York vào mùa đông, khi mà rất nhiều người lớn và trẻ em đều có thể vui chơi với nhiều trò chơi khác nhau trên những mặt hồ đóng băng. Một tác phẩm khác thì lại cho người xem một cái nhìn đầy lãng mạn về một vùng thôn quê nước Mỹ khi Giáng sinh đang đến gần. Người ta đi chặt cây và dùng ngựa kéo về nhà để làm cây thông Noel cho gia đình. Mặc dù mùa đông là khá lạnh và khắc nghiệt tại Mỹ, nhưng có thể thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn đầy màu sắc qua những góc nhìn rất lãng mạn trong cái mùa của lạnh giá này. Tôi thực sự thích triển lãm này đấy. Bạn phải xem kỹ và đọc chú thích rất nhiều, nhưng bù lại bạn sẽ nhìn thấy một nước Mỹ đầy sức sống và lãng mạn trong triển lãm này. Tất nhiên nước Mỹ cũng có thể là những chuyến tàu đầy lo toan, gấp gáp và có phần mệt mỏi như thế này. Ở đó con người luôn phải chạy đua với nhịp sống. Nước Mỹ cũng có thể được nhìn thấy ở một phiên chợ Italy ngay trong lòng phố cổ với rất nhiều màu sắc, hoặc cũng có thể là một ngày khai giảng của một trường trung học da màu ở thủ đô Washington. Có thể nói triển lãm này là một bộ sưu tập nhiều tác phẩm được vẽ vào những năm đầu thế kỷ thứ 20 của những họa sĩ tên tuổi. Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa miễn phí đón du khách trong và ngoài nước cho tới hết năm nay. Các nhà khoa học Brazil đang nghiên cứu phát triển một sáng kiến mới chữa vết thương, sử dụng quả dứa để đẩy nhanh tiến trình chữa lành các vết thương trên da. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Dứa là loại hoa quả nhiệt đới phổ biến nhất trên thế giới, nhưng không chỉ để ăn. Các nhà nghiên cứu Brazil đã tìm ra một công dụng khác nữa của dứa, đó là dùng trong lĩnh vực y dược công nghệ cao. Loại quả xuất xứ từ Nam Mỹ có vị ngọt nồng này có chứa bromelain, một loại enzyme tự nhiên chống viêm vốn đã được sử dụng từ lâu để chữa các loại bệnh nhẹ và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Các nhà nghiên cứu đã kết hợp bromelain với nanocellulo, một loại màng sợi thô, rồi sau đó áp lên vùng da bị thương. Miếng băng nanocellulo có chứa bromelain này giúp tăng nhanh quá trình phục hồi. Bởi bromelain, nhờ vào khả năng hấp thụ protein, có thể loại bỏ lớp da đã chết trên bề mặt của vết thương, đồng thời cho phép da tiếp xúc với oxy, hỗ trợ quá trình hồi phục. Bản thân nanocellulo được sản xuất ra nhờ vào các vi khuẩn ăn hoa quả hồng. Nghiên cứu của chúng tôi có hai mục đích. Một là kết hợp bromelain với protein từ vỏ dứa, vốn là thứ không ăn được. Thứ hai, chúng tôi cũng sử dụng các phần hoa quả bỏ đi để tạo ra một môi trường nuôi dưỡng các vi khuẩn sản xuất nanocellulose từ hoa quả hồng. Nghiên cứu này vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển một phương pháp trị liệu mới. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Wow.
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is wait for backup. It comes from a movie called Wind River. The film tells about a girl whose body is discovered on Native American land in the state of Wyoming. A federal agent investigates the killing. Listen for the saying, wait for backup. Why would a teenage girl be out here? What is she running from? You're looking for clues, but you're missing all the signs. Shouldn't we wait for backup? This isn't the land of backup, Jane. This is a land of your on your own. So what is the meaning of wait for backup? Is it watch your back? Or wait for more people to come. Listen again. Were you correct? Why would a teenage girl be out here? What is she running from? You're looking for clues, but you're missing all the signs. Shouldn't we wait for backup? This isn't the land of backup, Jane. This is a land of your on your own. Wait for backup means wait for more people to come. This is a common term for police and law enforcement officers. If officers are in a dangerous position where they could be attacked, it is a good idea to wait for backup. And that is English at the Movies. I'm Ann Ball. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. You know, when we are preparing our shows, the first thing we do is come up with a subject. That's right. Today's subject is commonly used nouns. The second thing we do is research the subject. Then write a script. And afterwards, have a producer review it. The last thing we do is film the show. Yeah, because the last thing we want is to be unprepared. Or not clear. So let's talk about the commonly used noun thing. The noun thing can suggest an object, but thing also has several other meanings. Thing can mean an activity or event. When we are preparing our episode, the first thing we do is come up with a subject. Thing can also suggest a statement or some kind of communication. The last thing he said was that the project was delayed. The last thing I heard was that Mary arrived in Rome. Thing can also refer to a general situation. Here, the speaker will give a general opinion about a situation by using an adjective. It's a good thing you brought that umbrella. It's supposed to rain today. All the different meanings of thing can be difficult to learn and use. But the most important thing is to not give up. And that's Everyday Grammar. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.